Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn trong video ngày 29 tháng 11 năm 2021. Hiện tại phía trước màn ảnh của các bạn là đường Đồng Văn Cống hướng đi về bên Phà Cát Lái, quận 2 các bạn. Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú, anh chị và các bạn, được nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bên phía tay phải màn ảnh của các bạn là một loạt căn nhà phố ở mặt tiền trước của đường Đồng Văn Cống, phường Thành Mỹ Lợi, quận 2 ngày xưa, ngày nay là thành phố Thủ Đức. Dãy nhà phố liền kề này nhìn chung thì chưa thấy có người sống bao nhiêu cả, thấy cũng rất là hoang vắng các bạn. Xây cũng đã lâu rồi nhưng mà người ở thì thấy không có ai. Các dãy nhà phố ở đây xây cũng đã lâu rồi, thấy nước sơn cũng đã xuống rồi, hình như người ta không có ở máy hay sao, thấy đang các cái băng rôn bán cho thuê này. Có một số nhà thì cũng đang làm lại bên trong. Khu này có vẻ cũng rất là vắng, chủ yếu là lượng xe đi vào Phà Cát Lái nhiều. Đây ghi là bán nhà luôn. Bây giờ là 14 giờ các bạn, ngày 29 tháng 11 năm 2021. Tường Vũ Channel rất vui được gửi đến cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh về quận 2 ngày xưa, ngày nay là thành phố Thủ Đức. Con xe container chạy, thấy các bạn thấy phía trước xe container chạy không? Đi các con đường này mà hải luôn á, nhưng mà đỡ là xe máy là có cái lane ở bên trong, xe máy có cái làn dành riêng cho xe máy ở bên trong các bạn. Thời tiết Sài Gòn trong những ngày gần đây thì trời thường đổ mưa vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Buổi sáng thì trời cũng có ánh nắng nhẹ thôi. Và đặc biệt là đêm thì thời tiết mát dịu, dễ chịu. Đang báo hiệu một mùa đông đến với chúng ta những ngày tháng cuối năm. Con đường này nhìn chung thì ngày hôm nay xe cộ cũng vắng quá. Tuyến đường này mà chúng ta đi thẳng là về bên Phà Cát Lái hoặc là đi qua bên quận 7 cũng được các bạn. Đi về Phú Mỹ Hưng, quận 7 đó, đi về cầu Phú Mỹ á, chúng ta đi hướng này cũng được luôn. Nếu như chúng ta rẽ tay phải chợ Thành Mỹ Lợi. Đường Đồng Văn Cống là như các bạn thấy đó không, hoặc là xe tải, xe container chạy không. xe container người ta hay gọi là, người ta hay nói vui là hung thần xa lộ các bạn. Xe container rồi xe tải, đó là nói vui thôi, chứ còn khi tham gia giao thông thì tất cả chúng ta phải đều chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, từ xe bé cho đến xe lớn. Lâu lắm rồi Tường Vũ Channel mới lang thang trên con đường Đồng Văn Cống đi về hướng của phà Cát Lái này các bạn. Nhìn ở đây cũng có rất là nhiều thay đổi, nhiều công trình, nhà cửa, đường xá rồi xe cộ lưu thông. Ta muốn đi qua cầu Phú Mỹ đi vào cái hướng này. Đi qua hướng này để đi về cầu Phú Mỹ này các bạn. Đây là đường Trương Gia Mô, phường Thành Mỹ Lợi, quận 2. Bây giờ là thành phố Thủ Đức. Sẽ rẽ tay trái để đi về cái hướng cầu Phú Mỹ qua bên quận 7 ha. Đây các bạn. Phía tay phải màn ảnh của các bạn là đất còn trống quá nhiều. Hôm nay Tường Vũ Channel sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi lang thang từ đây về bên cầu Phú Mỹ để chúng ta ngắm nhìn cầu Phú Mỹ như thế nào. Ngày hôm nay có gì thay đổi hay không? Bởi vì cũng rất là lâu rồi Tường Vũ chưa bao giờ đi qua cái cầu Phú Mỹ này, rất là lâu rồi, chắc phải hơn một năm rồi. Cho nên hôm nay Tường Vũ Channel cũng muốn chia sẻ lại những hình ảnh này cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rồi chúng ta sẽ rẽ tay phải theo hướng này ha. Ở đây có cái làn xe dành cho xe 2 bánh và 3 bánh đi ở bên trong, còn những xe hạng nặng đi ở bên ngoài. Tường Vũ Channel rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Và những lời góp ý, những lời ủng hộ, những lời động viên, có thể nói đây là nguồn khích lệ rất lớn, ủng hộ cho Tường Vũ Channel thực hiện tiếp những video sắp tới đây. Thời tiết tại Sài Gòn ngay lúc này đây, thời tiết rất là mát, không có ánh nắng các bạn. Có khả năng chiều nay lại mưa. Lâu lâu Tường Vũ Channel kính mời tất cả quý vị và các bạn đi ngắm nhìn những con đường phố mới, những cái vùng xa. Như con đường này là Tường Vũ Channel cũng không biết là cái tên đường gì nữa, đi mà không biết là tên đường gì các bạn. Các bạn nào biết vui lòng để lại bình luận bên dưới video giúp Tường Vũ coi, để coi đường này là đường gì thôi. Đi theo quán tính chứ không biết cái tên đường. Xin lỗi tất cả quý vị nhé, không biết con đường, không biết cái tên đường. Đi cầu Phú Mỹ đi thẳng nè, khu công nghiệp quận 2 thì rẽ tay trái nè. Wow. Chúng ta cứ đi chậm chậm để nhìn ngắm thôi, nhìn ngắm cũng như là mình biết thêm một vài con đường mới. Nhưng mà con đường này biết cái tên này. Ở phía trước của chúng ta có trạm thu phí của đi lên cầu Phú Mỹ Hưng, đi lên cầu ở phía trước của chúng ta có trạm thu phí nè. Hôm nay thời tiết không được nắng cho nên là hình ảnh ghi lại có thể nó không được sáng, mong tất cả quý vị vui lòng thông cảm nhé. Tường Vũ Channel cũng rất vui lòng khi mà thực hiện những video này để chia sẻ gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Đó, xe bồn nè, xe container nè, xe tải nè. Mình đứng đây một chút đi. Đây là trạm thu phí cầu Phú Mỹ các bạn. Xe container, xe tải là nhiều. Là trạm thu phí cầu Phú Mỹ ha. Đối với xe hai bánh là được miễn phí qua trạm. Gửi đến những hình ảnh cầu Phú Mỹ cho tất cả quý vị và các bạn được xem ngày hôm nay như thế nào, có sự thay đổi gì mới hay chăng. Đối với cầu Phú Mỹ này, trước đây thì xe cộ bị tắc nghẽn ngay trạm thu phí này rất nhiều. Trước đây không có dịch bệnh các bạn, thì cầu Phú Mỹ này lưu lượng xe hơi, xe tải bị tắc nghẽn ngay chỗ trạm thu phí này rất nhiều, bởi vì lượng xe dồn về để mà mua vé, làm tắc nghẽn, đặc biệt là những xe hạng nặng các bạn, tắc nghẽn giao thông. Channel xin phép đi nhanh một chút nha, tại đoạn này nó vắng mà. Ở đây là cầu Kỳ Hà 4. Đi trên các tuyến đường này là xe tải với lại xe máy nè, đi chung nè, cũng nguy hiểm lắm á. Tăng tốc độ đi. Cầu Kỳ Hà 1. Đoạn này mình đi nhanh chút lên cầu Phú Mỹ, mình đi chậm lại ha. Ủa, sao có giao thông đứng ở đâu đây ta? Giao thông bắt cái gì đây? Mấy chú giao thông đứng đó để bắt cái lỗi gì, chưa biết cái lỗi gì ngay đó. Đi các cái tuyến đường này nếu mà những ai mà lạ chưa đi lần nào dễ bị bắt lỗi lắm á, tại nhiều khi mình đi sai á, đi sai hoặc là vượt quá tốc độ cho phép. Đối với xe máy thì tầm khoảng 50 km/h thôi, hoặc là 40 km/h. Với các cái con đường mà xấu thì khoảng 40 km/h, tùy vào mặt đường tốt hay xấu. Diện tích đường rộng hay là hẹp thì Sở Giao thông Vận tải sẽ bố trí những cái bảng hạn chế tốc độ cho nó phù hợp. Chúng ta bắt đầu đi lên cầu Phú Mỹ nha các bạn. Lên đây mình cứ đi chậm chậm cho các bạn xem ha. Cầu Phú Mỹ này là một trong những cây cầu có lưu lượng xe container qua lại rất cao. Nhắc đến cầu Phú Mỹ thì anh em lái xe tải đều ngao ngán, bởi vì mình nhiều khi nó kẹt tới 2-3 tiếng đồng hồ là bình thường. Có những ngày cao điểm nó kẹt 3 tiếng á, phải ngồi ăn uống tại chỗ luôn trên cầu Phú Mỹ này nè. Đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ, chúng ta cứ thông thả mà đi thôi, không có gì mà vội vàng. Nhanh hơn thì cũng được 5-10 phút thôi quý vị. Trước xe container khổ lắm á, khi mà lái những cái xe hạng nặng á, xe tải lớn á, thì rất là khổ luôn. Nhìn vậy thôi nhưng mà rất khổ, đi phải có giờ giấc, rồi phải biết cách đi nữa. Thôi mình đi qua xe công này đi, công này đi chậm quá. Nó đang bò lên đó. Cầu Phú Mỹ này là nối liền giữa quận 7 và quận 2 nha các bạn. nhờ có cái cầu Phú Mỹ này mà đã giải phóng được rất là nhiều lượng xe cộ, tạo điều kiện thuận lợi cho xe tải, xe lớn được vận chuyển hàng hóa từ quận này sang quận khác một cách thuận lợi hơn nhiều. Các bạn thấy ở trước mặt hoàn toàn là xe tải lớn không. Phải đi chậm nhất có thể nha các bạn, để cho các bạn ngắm cầu Phú Mỹ. Đi chậm quá nhiều khi người ta khó chịu, cản trở giao thông. Ta qua hết cầu Phú Mỹ này là đến quận 7 rồi, là bắt đầu vào địa phận của quận 7. Các bạn thấy những sợi dây cáp của nó khủng khiếp chưa? Sợi dây cáp to kinh khủng. Như vậy là chúng ta sắp hết cầu Phú Mỹ rồi. Một khung cảnh quận 7 đã mở ra trước màn ảnh của tất cả quý vị và các bạn đây. Nhà cao tầng, cao ốc, văn phòng, công ty rất là nhiều. Hôm nay Tường Vũ Channel dẫn mời tất cả quý vị và các bạn đi từ quận 2 sang quận 7 thông qua cầu Phú Mỹ. Hy vọng qua cái video này thì tất cả cô chú anh chị và các bạn cũng nhìn ngắm được những khung cảnh lạ, khung cảnh mới, như là nhiều sự thay đổi ở tại Sài Gòn của chúng ta. Mong rằng từ nay đến hết năm 2021 thì dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, để cho mọi người có một cái Tết cổ truyền thật trọn vẹn và ấp đầy tình yêu như là nhiều cái niềm hạnh phúc. Ở đây chúng ta đi thẳng luôn là đi về bên khu chế xuất Tân Thuận. Rồi như vậy chúng ta đang đi bên hông của đường Nguyễn Văn Quỳ. Chúng ta đang vào đường Nguyễn Văn Quỳ các bạn. Thuộc phường Phú Thuận, quận 7 ha. Tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn thì trong những ngày gần đây số ca tử vong dường như đã tăng lên rồi. Trong khi đó các tỉnh miền Tây, vùng Tây Nguyên cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đây chúng ta đang trên đường Nguyễn Thị Thập. Đường Nguyễn Thị Thập vào phường Bình Thuận, quận 7 các bạn. Trong những ngày vừa qua thì số ca nhiễm mới F0 ở tại Sài Gòn cũng tăng lên rồi. Cho nên các cái cơ sở điều trị F0, các cái bệnh viện dã chiến ở tại Sài Gòn, đặc biệt là tại bệnh viện dã chiến Tân Bình, rồi bệnh viện dã chiến ở bên bệnh viện dã chiến số 5 ở Thuận Kiều Plaza cũng đang quá tải. Đường Nguyễn Thị Thập này chúng ta di chuyển mãi sẽ về bên vòng xoay Trung Sơn, về khu dân cư Him Lam. Quận 7 ngày hôm nay thì cũng có nhiều sự thay đổi. Nếu như cô chú anh chị và các bạn đã rất lâu không có nhìn ngắm lại con đường này thì ngày hôm nay sẽ thấy được có nhiều sự thay đổi. Phía trước màn ảnh của các bạn là bệnh viện quận 7. Đây là cầu Đa Khoa. Cảnh sát giao thông đang phạt lỗi vi phạm của xe tải thôi. Trước màn ảnh của các bạn là ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Thị Thập. Chúng ta đang trên cầu Đa Khoa. Đường Nguyễn Văn Linh dưới đường Nguyễn Văn Linh chúng ta rẽ tay trái về cầu Phú Mỹ đó, thì thẳng là về quốc lộ 1 luôn. Đường này cách đây 7 năm trước thì nhìn nó không có đông đúc và nhộn nhịp như bây giờ. 7 năm trước khi mà Tường Vũ Channel đi trên con đường này thấy nó rộng mênh mông và nó rất là thông thoáng. Nhưng bây giờ chúng ta đi vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều khoảng 5 giờ chiều, thì con đường Nguyễn Thị Thập này có thể nói là tắc nghẽn giao thông, ùn tắc giao thông. Khi mà trời mưa thì nước cũng có một số nơi sẽ bị trũng nước. Đây là ngã ba đường Tân Mỹ và Nguyễn Thị Thập. Nếu như chúng ta rẽ tay trái vào đường Tân Mỹ, tức là vào chợ Tân Mỹ các bạn. Đường này buôn bán cũng nhộn nhịp quá, quán nhậu, quán xá, cà phê, rồi bán thời trang, đồ gia dụng, bàn ghế, tủ. Đây là ngã ba giao với đường Lâm Anh Bền và đường Nguyễn Thị Thập. Nếu như các bạn rẽ tay phải vào Lâm Anh Bền sẽ về đường Trần Xuân Soạn. Hôm nay trong cái video này Tường Vũ Channel dẫn đưa tất cả cô chú anh chị và các bạn từ đường Đồng Văn Cống, quận 2. Tường Vũ Channel mời tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã di chuyển từ đường Đồng Văn Cống, quận 2 qua cầu Phú Mỹ để về bên quận 7. Và hiện tại phía trước màn của các bạn là đường Nguyễn Thị Thập. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, 2 giờ mấy chiều, nhưng mà nhìn chung đường xá xe cộ nhộn nhịp quá. Nhìn bầu trời âm u như thế này, chúng ta liên tưởng đến sắp đến ngày Giáng sinh, sắp đến ngày Noel, cho nên cái không khí mình cảm thấy nó dễ chịu. Chúng ta cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đón Tết cổ truyền rồi. Hiện nay một số quốc gia Nam Phi là xuất hiện chủng virus mới rồi. Cho nên Việt Nam của chúng ta cũng đang đề nghị là không có được cho phép nhập cảnh những khách quốc tế đến từ các quốc gia này. Rất là nguy hiểm. Covid-19 chưa giải quyết xong lại xuất hiện một biến chủng mới, biến chủng lạ nguy hiểm như vậy thì thật sự mà nói năm nay là quá bi thương rồi, quá đau khổ. Cứ như thế dịch bệnh kéo dài, hết biến chủng này là xuất hiện biến chủng khác, thì như vậy đôi khi con người của chúng ta cũng đuối các bạn. Ngành y tế cũng chưa kịp để nghiên cứu sản xuất ra vaccine điều trị, chúng ta mới chỉ là vaccine để mà phòng ngừa thôi, chưa có vaccine để mà điều trị nó. Các tỉnh miền Tây, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long cũng đang nhức nhối, đau đầu, bấn loạn vì số ca nhiễm mới trong ngày tăng, mỗi ngày mỗi tăng. Rồi các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắc và tỉnh Đắk Nông thì đang rất là phức tạp. Không biết là điều trị như thế nào, tại vì các tỉnh Tây Nguyên thì thời tiết cuối năm nó lạnh lắm. Thời tiết lạnh thì sẽ gây tạo cái môi trường cho virus càng sinh sôi nảy nở nhanh hơn, mức độ lây nhiễm còn cao hơn. Đây là ngã tư đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Thị Thập các bạn. Chúng ta qua ngã tư này, bên tay phải là có lốt Temart quận 7 đó. Còn các cái tòa phía trước mà các bạn kia là tòa Sunrise City, các cái tòa chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập. Nếu như chúng ta rẽ tay phải thì về bên quận 4, còn chúng ta rẽ tay trái thì về bên hướng huyện Nhà Bè, đường Nguyễn Hữu Thọ. ta đi vào phố Triệu Đô đi ha. Đây là khu phố Triệu Đô. Ở đây toàn là nhà biệt thự không các bạn, nhà giàu không, khu này dành cho nhà giàu thôi. Nhà nghèo thì chúng ta chỉ đi vòng vòng ở ngoài đường, ngắm đường phố. Đó, biệt thự đẹp chưa, nhìn là mê luôn. Đây là những căn biệt thự Triệu Đô đây. Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Này là dành cho nhà giàu thôi các bạn. Khu này có biệt thự, đồ chung cư đẹp lắm. Đất ở đây vẫn còn trống nhiều miếng là, nhưng mà mua thì phải là thật nhiều tiền kìa. Nhiều tiền nhiều khi chưa mua được các bạn, mà phải thật nhiều tiền. Rồi cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.